Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Series 110 nâng cấp cái dàn phanh khủng hơn cái chiếc phân khối lớn. Cái chiếc Yamaha Series 110 phiên bản Sunker là một cái dòng xe vô cùng bền bỉ, được rất nhiều gia đình lựa chọn phục vụ cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên vẫn có một cái khối lượng biker rất lớn. Hướng tới cái dòng xe này thì cái tính sáng tạo và cái sự chịu chịu của mình điển hình như cái con xe cừng bên dưới đây. Cấu tạo cái dàn độc của chiếc Series này là dùng cái cụm công tắc rời, vậy việc độ chế nó là vô cùng đơn giản, không cần cắt khoét cái phần dàn áo như những mẫu xe khác. Bên trái người chủ dùng cái cụm công tắc Henwis với rất nhiều nút cho chủ xe tha hồ chế cháo. Bên phải là cụm đề TPX đi kèm cùng với cụm tăng tốc Dono để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Và như tiêu đề mình đã nói thì em ấy sở hữu trên mình cái cụm tăng của Rainbow Bridge với mức giá thành hơn 10 đồng, thường chỉ được nhìn thấy trên những dòng độc phân khối lớn cao cấp và những mùa giải đua vì mức giá thành quá chát. Cái dàn chân trước dùng cái dầu heo được cố định và heo dầu phanh đầu 2 tiếng xứng đến từ xứ đại, ngoại hình tương tự như của Rainbow Bridge nhưng mức giá thành dễ chịu hơn. Sử dụng cái đĩa trước của Winner với kích thước là 260mm, được bắt cho đầm trước thông qua một chiếc lồng làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối. Điểm nhấn khác tạo nên cái sự cơ bắp cho cái phần dàn chân đó là một cây phục Quadex bình dầu rời, được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Suzuki và Jupiter v.v. Sử dụng đem lại hành trình giảm sốc đầy êm ái, nhẹ nhàng, không bị sợ lắc phần đuôi khi giật độ cao. Bên cạnh đó, người chủ còn lựa chọn cấp nhôm tăng thêm cái độ sáng và độ thẩm mỹ cho xe rất nhiều. Và giá của chiếc Suzuki 2009 dao động từ 19 cho đến 22 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản, màu sắc và phanh cơ hay là phanh đĩa. Viro 110 độ ốc tình trên cái trục cũ của một biker có tiếng Sài Gòn. Cái chiếc Viro được nhập trực tiếp từ Indo và có dung tích xăng từ 105 đến 150, trong khi đó cái chiếc Rolex ở đến từ Thái Lan với cái dung tích xăng chỉ có 125. Với mức giá bán là khác nhau nhưng mang nhiều cái lựa chọn cũng giống nhau cho người tiêu dùng. Chiếc xe được khoác cho mình một cánh là hơi hướng cái biển cả, kết hợp cùng với cái biển tên trước được làm bằng cái điện titan khò lên màu và cố định cho mặt nạ thông hai hàng chốt rotate. Nhìn ngắm góc này, cái chiếc Quadro được người chủ chụp lúc thành phố về đêm, thấy được cái sự lung linh của một cái đồng hồ Casio phiên bản dành riêng cho cái chiếc Quadro sử dụng mà không cần chế cháo gì cả. Ta chỉ cần mua về lắp rồi trải nghiệm với công nghệ LCD. Cái dàn chân dụng trên mình cái khối heo dầu của Rainbow lực lớn, thay thế cho cái heo xi một bit nguyên bản, đem cho người dùng cái lực quanh là mạnh hơn và hình cũng đẹp, sang trọng hơn rất nhiều. Đi kèm với đó là đĩa gaffer kết hợp cùng với lồng nhôm CC mới có thể bắt vào mâm xin của xe. Hệ thống che sau của một Holin tích hợp bình dầu rời, thương hiệu vô cùng nổi tiếng đến từ Thụy Điển, được giới chơi xe ở trên thế giới là tin tưởng trong hàng chục năm qua. Có cái tổng chiều cao là 330mm nên Holin dành được cho những cái chiếc Quadro có phần là cao hơn bộ xin rất nhiều. Sử dụng ke cắt nước CC được phay nhẹ logo Rainbow làm một cái điểm nhấn ở phần giữa. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, lần trực tiếp nhớ like, share, subscribe.